Kính chào quý vị đã đến với chương trình Giờ Khách Sổ trên kênh FBNC. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần tường thuật về thị trường cùng với chị khách mời hôm nay, đó là Thanh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị. Chào. Và câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra là sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua thì VN-Index đã mất tiếp là 9 điểm ngày hôm nay. Thì phiên mở cửa thị trường sáng nay đã diễn ra như thế nào? Chị có thể tường thuật lại. Đầu phiên tiếp nối cái đà giảm của thị trường ngày hôm qua thì sắc đỏ đã bao trùm toàn thị trường. Hàng loạt các cái cổ phiếu trụ cột trên thị trường như là Vinamilk, Masan, Bảo Việt, BIDV, Hòa Phát thì đồng loạt đã giảm điểm và tạo áp lực điều chỉnh rất là lớn lên thị trường. Sau 30 phút thì VN Index cũng giảm tới 9 điểm và HNX Index thì cũng đồng thời giảm là 0,49 điểm. Đến khi kết thúc cái phiên sáng thì VN Index đã tạm thời giữ lại cái mốc 560 điểm nhờ cái sự nỗ lực của nhóm dầu khí. Thì mặc dù vậy thì cái dòng tiền vẫn chưa đủ mạnh để hỗ trợ cho cái thị trường. Vâng, trái với diễn biến của thị trường là không mấy tích cực thì nhóm cổ phiếu dầu khí đã giao dịch khá khởi sắc trong phiên sáng nay với nhiều mã tăng như GAS, PGD, PVD, PLC hay PVS. Thì thưa chị, nỗ lực của nhóm này có hỗ trợ được cho thị trường trong giai đoạn hiện tại hay không? Nhờ sự nỗ lực của cái nhóm dầu khí, đồng thời thì sáng nay các cái chỉ số chứng khoán châu Á như là Nikkei 225, Shanghai Composite hay là CSI 300, đa phần các cái chỉ số này đều lấy lại sắc xanh sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua. Thì cái yếu tố này là góp phần không nhỏ giúp cho VN Index thu hẹp đà giảm. Đến chốt phiên thì VN Index đang giữ được cái mốc 560. Cụ thể là VN Index đã đóng cửa ở mức 560,05 điểm, giảm 5,31 điểm và tương đương với 0,94%. Tương tự thì HNX cũng đóng cửa ở mức 76,41 điểm, giảm 0,74 điểm và tương đương với mức là 0,96%. Tuy nhiên thì thị trường vẫn còn nhiều áp lực và cái tâm lý bi quan vẫn còn đang tiếp tục đè nặng lên thị trường. Thì cái sự phục hồi của cái nhóm, một cái nhóm dầu, một nhóm ngành thì nó cũng chưa có tạo ra được cái động lực lớn giúp cho cái thị trường ở trong cái giai đoạn hiện tại. Vâng, rõ ràng hôm nay là một cái ngày mà có thể nói là thị trường VN Index cũng cái sàn VN Index cũng như sàn HNX Index đều đã có một phiên giảm điểm. Thì chị có thể cho biết được cái nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân chính thì đa số là cái tác động đến từ thị trường chứng khoán thế giới, từ cái bất ổn của thị trường chứng khoán Trung Quốc và giá dầu thì giảm chạm cái mức 32 đô một thùng, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2004, thì đã tác động đến cái thị trường chứng khoán châu Âu và cái chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng điều chỉnh trong sắc đỏ. Thì trong khi đó thì tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ khi mà Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc thì đã có cái quyết định là tạm dừng cái hệ thống ngắt giao dịch điện tử tự động sau cái đợt bán tháo của thị trường chứng khoán Trung Quốc phải dừng hoạt động 2 lần liên tiếp trong cái tuần đầu tiên của năm 2016. Tuy nhiên thì thông tin thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi có lẽ vẫn chưa giúp được cái tâm lý của nhà đầu tư trong nước phục hồi trở lại. Thì tâm lý nghi ngờ, bi quan vẫn tiếp tục duy trì trong cái giai đoạn này. Vâng, rõ ràng chúng ta đã có những cái ảnh hưởng khá nhiều từ thị trường thế giới trong thời gian gần đây và đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Thì vậy chị có thể cho biết được những cái tác động mà thị trường Trung Quốc đã mang lại cho chúng ta nó sẽ ảnh hưởng như thế nào được không? Thì có thể kể đến một số cái nhân tố đến từ nền kinh tế Trung Quốc. Thứ nhất là kinh tế Trung Quốc đang có cái dấu hiệu mà chững lại và suy yếu. Thì cái dự báo là cho năm 2020 năm sau là nền kinh tế Trung Quốc có thể là sẽ tăng trưởng chậm lại đi rất là nhiều. Còn cái vấn đề thứ hai đó là cái lệnh cấm bán của cái những nhà đầu tư lớn thì sẽ hết hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 này, đã hết hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 rồi. Thì cái khả năng mà các cái nhà đầu tư cổ đông lớn sẽ tăng cái hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu để tránh cái rủi ro tương tự xảy ra. Vì cái này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cả thị trường Trung Quốc lẫn các cái thị trường còn lại. Cái thứ ba là lo ngại về cái vấn đề mà đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mất giá trong cái thời gian tới. Cái khi mà đồng nhân dân tệ mất giá thì đồng nghĩa với cái việc là nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ suy yếu nhiều hơn cho cái và có thể là sẽ gây ra một đợt phá giá của các cái nước còn lại để thúc đẩy sự cạnh tranh. Như vậy trong tương lai thì dòng vốn quốc tế có thể có xu hướng sẽ rời khỏi cái thị trường châu Á, mà khi mà các cái mã cái tỷ giá này nó có cái sự điều chỉnh, qua đó thì ảnh hưởng đến cái tốc độ mà tăng trưởng kinh tế của cả khu vực.
Riêng đối với Việt Nam thì nếu như mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC mà tiếp tục nâng phá giá đồng nhân dân tệ thì Việt Nam cũng sẽ phải điều chỉnh cái tỷ giá nhằm giành lại lợi thế. Thì cái này cũng đã xảy ra vào tháng 8 năm 2015, thì cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Như vậy thì theo chị Hiếu thì những nhóm ngành nào sẽ chịu ảnh hưởng từ cái việc mà động thái mà thay đổi tỷ giá này? Thì cái việc mà thay tăng điều chỉnh tỷ giá này nó sẽ có cái tác động tích cực cũng như tiêu cực tùy vào cái nhóm ngành và cái đặc thù của doanh nghiệp. Về cái nhóm ngành mà cái chịu cái ảnh hưởng tiêu cực đó thì có thể kể đến những cái nhóm mà có vay nợ nhiều nhưng mà không có nguồn thu ngoại tệ tương ứng, như là Đạm Cà Mau hoặc là PPC hoặc là Hà Tiên 1, thì hoặc là cái nhóm ngành mà phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào như là ngành dược, ngành nhựa và ngành xăm lốp. Còn các cái doanh nghiệp mà được cái được cái hưởng lợi từ cái vấn đề này đó là cái nhóm ngành mà xuất khẩu và có cái nguồn thu ngoại tệ tương ứng như là ngành thủy sản và ngành dệt may. Vâng, xin cảm ơn chị Hiếu. Vừa rồi thì chị Hiếu cũng đã đưa ra một cái tường thuật về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Rõ ràng thì thị trường chứng khoán VN Index lẫn sàn HNX Index đã có những cái phiên lao dốc trong tuần này và trong ngày hôm nay. Thì lời khuyên của chị Hiếu đưa ra dành cho nhà đầu tư đó là chúng ta nên đứng ngoài quan sát và đừng nên bắt đáy. Và phần 1 của chương trình cũng đã khép lại. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần điểm tin.